Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. BMW S1000 E-RD 2020 trời lớn khi nâng cấp full carbon. Cái chiếc BMW S1000 E-RD 2020 là một thế hệ cá mập mới nhất thì đến từ Đức, với một cái sức hút có cưỡng. Hiện nay, cái mẫu xe này đã lộ diện với những bản độ đầu tiên và không kém phần hấp dẫn với những tín đồ mê thích độ chế. Đầu tiên, lối thiết kế mới là khá mê hồn của cái phiên bản S1000 E-RD 2020, đã bỏ đi cái hình thái bất đối xứng ở chi tiết đèn pha, fairing hai bên vốn có ngày nào. Thay vào đó là cái sự tối giản và nâng cao thêm cái tính công nghệ đối với cái bộ đèn LED cao cấp chạy sáng ở ban ngày. Thân hình gọn gàng và trọng lượng nhẹ nhàng hơn. Điều mình muốn nói đến là một cái chút điểm nổi bật của bản độ S1000 E-RD 2020 hôm nay. Đó chính là những cái lựa chọn của những trang bị là full carbon. Hiệu định đám là Uberger giúp tăng thêm cái sự ma mị hơn trên chiếc xe, đồng thời cũng giảm trọng lượng đáng kể. Đồng thời với những chi tiết đồ chơi này cũng được lựa chọn rất kỹ càng và bố trí ở nhiều vị trí như cái cụm phanh Rainbow Costa, nắp bình xăng Tiếp Em và cốc bình dầu Rizoma. Và nhằm tạo một cái chút nổi bật giữa truyền hình đồ sộ toàn cái gam màu đen từ carbon, người chủ đã tô điểm nhiều vị trí gam màu xanh. Phụ kiện như ốc tán cũng được đổi màu, hầu như toàn bộ là những chi tiết ốc Titan Trinam. Trang trưng thì không kém phần đặc biệt khi dùng cho mình cái bộ mâm Rotobox Carbon đúng như cái chúng là chúng tôi nói ở bên trên. Ngoài ra còn nâng cao thêm cái hiệu sức trước đến từ cái phần Rainbow M50. Cái phần ống xả cũng được chú trọng nhiều hơn khi thay mới bằng cái loại ST Rosette Titanium Full System. Yamaha N1 độ tông xịp tông trong cái màu vàng đen rất khiêu gợi. Cái chiếc Yamaha N1 này là một cái tên khá là nóng bỏng khi vừa được nâng cấp một cái dung nhan với một vài điểm nhấn đáng chú ý, khiến nó đã cải thiện 5% hiệu suất khi học so với chiếc bản đời cũ. Tuy nhiên dường như đã quá quen thuộc với ngoại hình và em ấy sổ trên mình gần giống với những người đàn em như ED6 hiện nay. Khép lại cái thời đại của dòng là N1 năm 2005 đến nay, nhằm kỷ niệm cái bản độ hôm nay, một người chơi đã nâng cấp diện mạo của con chiến mặt mình với cái tông màu vàng đen độc đáo. Dù là ở cái phiên bản nào đi nữa thì Yamaha N1 vẫn là mẫu xe đứng đầu phân khúc sport của hãng xe máy Nhật Bản, thừa ứng những cái tinh hoa công nghệ đường đua và tiệm cận với người đàn anh M1 trong cái chương trình MotoGP. Đến với những thay đổi khác thường có trong cái clip hôm nay, đó chính là những màu sắc vô cùng tươi mới. Cái gam màu vàng đen được điều chỉnh phù hợp với cái bộ trang phục mà chủ sở đang mặc, làm nổi bật với những chi tiết trên cái dòng cơ thể của chiếc xe. Ngoài những gam màu sắc nổi bật ra, phần đuôi cũng được tháo gỡ các chấn bùng và đèn tín hiệu tiêu chuẩn, giúp phần mông trở nên là thể thao hơn và bắt mắt hơn. Yamaha N1 2005 được trang bị cho mình cái động cơ được 4 thì 4 xanh thẳng hàng 998cc 16 van DOC làm mát bằng dịch cho ra công suất 200 lực, nâng cấp sức mạnh của em ấy là một cái bộ ống xả Arduino Titanium. Và giá của chiếc Yamaha N1 cái bản năm 2005 được rao bán mức giá gần là 700 triệu đồng khi Việt Nam tính thời điểm hiện lúc đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên nhớ like, subscribe.